Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo đã bắt đầu tiêu hủy khoảng 50.000 con gà tại một trang trại ở thành phố Yamagata thuộc tỉnh Gifu, miền Trung của nước này sau khi dịch cúm gia cầm động lực cao bùng phát tại đây. Dự kiến việc tiêu hủy và phun khử khuẩn tại trang trại trên sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1. Lực lượng chức năng cũng thiết lập một vùng hạn chế vận chuyển gia cầm và các sản phẩm trứng trong bán kính 10 km tính từ tâm dịch. Ước tính có khoảng 158.000 con da cầm của 25 trang trại nằm trong khu vực bị hạn chế này. Chính quyền địa phương xác nhận sự bùng phát của dịch cúm da cầm trên sau khi tiếp nhận báo cáo về tỷ lệ gà chết tăng cao tại trang trại này vào ngày 4 tháng 1. Đây là đợt dịch cúm da cầm độc lực cao đầu tiên bùng phát vào mùa thu đông năm nay, đồng thời là trường hợp bùng phát thứ sáu được báo cáo tại Nhật Bản, trong khi mùa cúm da cầm ở nước này thường bắt đầu vào tháng 10 hàng năm.